Đảo Ngân Phiên của Trung Quốc được xem là một trong những nơi sản xuất mai thủy với số lượng lớn nhất trong khu vực. Ở đây, người người nhà nhà đều buôn mai thủy, những mảnh đất canh tác nông đã bị biến thành đất trồng anh túc. Tuy chính phủ đã vào cuộc nhưng không thể triệt phá hoàn toàn đám tội phạm này. Một nhóm quân tự do tên Griffin đã được thành lập do Lê Văn Diệu dẫn đầu đã tấn công vào các tổ chức sản xuất và buôn bán mai thủy. Chúng ra tay một cách tàn bạo, không để cho bất kỳ kẻ tội phạm mai thủy nào sống sót, ngay cả khi đã đầu hàng cũng không được hưởng sự khoan hồng. Hoạt động buôn bán mai thủy ở trên đảo cũng vì thế mà giảm một cách đáng kể. 10 năm sau, chính phủ muốn thay máu cho toàn bộ đảo Ngân Phiên bằng cách trồng vào đó một loại cây có thể thay thế cây anh túc, vừa là để phát triển kinh tế, vừa muốn xóa bỏ những mầm mống thuốc phiện. Một nhà khoa học đã dùng 10 năm để nghiên cứu ra một hạt giống có thể chuyển đổi cấu trúc gen với một cây trồng khác, từ đó làm tăng hiệu quả của những gen tích cực cho các giống cây trồng khác. Ngoài ra còn có tác dụng cải tạo đất và đem tới năng suất cực kỳ cao. Nó được đặt tên là Thần Nông 21, một loại hạt giống siêu cao su có ưu điểm là cho số lượng mủ cao gấp 10 lần bình thường. Chính phủ đã quyết định đem loại hạt giống đó thử nghiệm tại đảo Ngân Phiên. Tuy nhiên, ít ai biết đảo Ngân Phiên bên ngoài trông thì bình yên, nhưng bên trong là sóng ngầm. Các tổ chức tội phạm mai thủy vẫn âm thầm hoạt động và phát triển suốt bao năm nay. Chính quyền ở đây cũng cùng một ruột với chúng. Một khi đặt chân vào địa bàn của chúng, muốn ra ngoài là điều bất khả thi. Ngay cả đặc vụ của ISC cũng từng bị chúng truy. Với phương châm không để ai sống sót ra ngoài, chúng được ra lệnh nổ súng vào bất kỳ ai xâm phạm. Đây đều là những kẻ được đào tạo chuyên nghiệp. Một khi đối đầu, chưa biết ai mới là người nằm xuống. Vào địa bàn của chúng lại còn muốn lấy đồ trở ra an toàn, chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Tuy nhiên, các đặc vụ của ISC cũng không phải gà mờ, họ đều được đào tạo bài bản để tự mình xử lý trong những tình huống này. Đặc biệt phải kể đến Lâm Tường, một trong những đặc vụ xuất sắc nhất của ISC. Anh đã có cả chục năm kinh nghiệm đánh mai thúy và đối phó với những tên tội phạm nguy hiểm nhất. Một khi anh đã ra tay thì chỉ có hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên. Sau một thời gian đánh mai thúy, Lâm Tường đã chán nản với công việc này. Anh đã xin nghỉ hưu nhưng tổ chức không muốn mất một đặc vụ xuất sắc như anh. Họ có một nhiệm vụ cuối cùng dành cho Lâm Tường mà chắc chắn anh không thể nào từ chối. Nhan Hân là giáo sư phụ trách công trình nghiên cứu Thần Nông 21. Cô đã dành cả tâm huyết của mình vào hạt giống này và tự tin nó có thể thay đổi tình hình ở Ngân Phiên lúc này. Vì tình hình phức tạp trên đảo nên chính phủ đã sắp xếp các đặc vụ ISC phụ trách bảo vệ đoàn nghiên cứu, một phần vì họ nghi ngờ một số kẻ mưu đồ sử dụng loại hạt giống này vào mục đích chế tạo vũ khí sinh hóa. Lý do không ai khác phù hợp với nhiệm vụ này hơn Lâm Tường là vì mối quan hệ của anh với Nhan Hân. Ít ai biết được trước đây hai người từng là vợ chồng và sắp sửa có với nhau một đứa con. Tuy nhiên vì bất đồng quan điểm sống và áp lực công việc dẫn tới cãi vã, đứa bé trong bụng Nhan Hân cũng vì thế mà không được sinh ra. Cả hai sau đó đã ly hôn vì không thể chấp nhận được sai lầm của đối phương. Cơ duyên đã khiến Nhan Hân trở thành đối tượng bảo vệ của chồng cũ mình. Lâm Tường biết tình hình hiện tại ở Ngân Phiên nên đã từng ngăn cản cô tới đó. Tuy nhiên, vì không muốn uổng phí tâm huyết 10 năm nên Nhan Hân đã bất chấp nguy hiểm. Đúng như dự tính, vừa đặt chân lên đảo đã có người tới chào hỏi họ. Cũng may là họ đã chuẩn bị trước các phương án dự phòng. Đoàn bảo vệ do Lâm Tường dẫn đầu đã tách ra để đánh lạc hướng kẻ địch. Những tên này vô cùng manh động, sẵn sàng nổ súng bất kể mục tiêu có trong xe hay không. Nhưng chúng đã đánh giá thấp Lâm Tường, anh có thừa kinh nghiệm để đối phó với những loại tội phạm này. Sau khi nghe tin đoàn hộ tống bị tập kích, chính quyền địa phương chỉ coi đó như một sự cố mà không có động thái kiên quyết nào. Điều này càng khiến Lâm Tường hoài nghi về những kẻ đứng đầu ở đây. Một lần nữa anh đã cảnh báo Nhan Hân nhưng dù thế nào cũng không thể khiến cô thay đổi quyết định. Mà Lâm Tường không thể cùng lúc bảo vệ an toàn cho cả vợ cũ và hạt giống của cô. Vì không thể khuyên bảo được vợ cũ nên anh phải cẩn trọng hơn. Ngày diễn ra sự kiện giới thiệu hạt giống mới, các đặc vụ đã được bố trí dày đặc cả trong lẫn ngoài. Rất nhiều doanh nhân và quan chức địa phương cũng có mặt ở đó. Khi hội nghị vừa bắt đầu, Lâm Tường đã phát hiện ra một kẻ tình nghi. Anh lập tức theo sát mọi cử chỉ của hắn. Khi hạt giống được đem ra trưng bày, hắn đột nhiên quay sang nổ súng về phía Lâm Tường. Đồng thời, đồng bọn của hắn mai phục ở đó cũng lộ diện. Mục đích của chúng là nhắm vào các hạt giống, nhưng chúng đâu biết được những thứ đó đều là giả. Đó là cái bẫy Lâm Tường bày ra để dụ chúng tới. Các hạt giống thật đã được các đồng nghiệp của anh bảo vệ kỹ lưỡng. Có điều họ vừa rời đi thì xuất hiện một kẻ thân thủ rất giỏi. Hắn đã cướp đi hạt giống và định mang nó rời khỏi hiện trường, nhưng hắn đã chạm mặt Lâm Tường ngay còn khi chưa ra tới cửa. Hai người lập tức giao thủ không cần phải hỏi han. Cả hai đều sở hữu kỹ năng chiến đấu xuất sắc, không bên nào chịu thua kém bên nào, liên tiếp muốn dồn đối thủ của mình vào chỗ chết. Sau khi tiếng súng nổ thì cánh cửa bên cạnh bỗng mở ra. Lâm Tường không tin vào mắt mình khi người đứng lại đó là Nhan Hân vừa bị trúng đạn. Tên sát thủ kia cũng nhân cơ hội ôm hạt giống bỏ trốn, còn Lâm Tường thì tức tốc đưa vợ cũ vào viện. Trước khi rơi vào hôn mê, vợ anh đã gửi gắm anh bằng mọi giá phải đem hạt giống trở về. Lâm Tường lập tức truy vết kẻ chủ mưu đứng sau vụ tấn công. Sau khi điều tra, anh phát hiện ra trên người những kẻ tấn công có mang một hình xăm giống nhau, đó là biểu tượng của đội quân tự do Griffin. Cách đây 10 năm đã từng công khai chống phá các tổ chức sản xuất và buôn bán mai thúy. Kẻ cầm đầu của đội quân đó hiện tại đang là một doanh nhân có tiếng trên đảo. Ngoài mặt, Lê Diệu là một doanh nhân nhưng ít ai biết được sau lưng hắn lại là một tên trùm đang đứng đầu trong ngành sản xuất mai thúy.
Với đội quân Griffin của mình, hắn ngang nhiên thống trị toàn bộ khu vực đảo Ngân Phiên. Bất kỳ kẻ nào không biết điều dám đứng ra chống đối thì sẽ phải chịu hậu quả khôn lường. Lê Diệu trong quá khứ từng là một kẻ tàn bạo, nhận tâm ra tay với cả những hàng binh không có khả năng chống trả. Vỏ bọc doanh nhân không che giấu được dã tâm của một kẻ thất phu, hắn chính là kẻ chủ mưu của những vụ tấn công xảy ra gần đây. Để tay không phải nhuốm máu, Lê Diệu đã gọi tới một người từng là chiến hữu trong quá khứ. Ngô Liệt từng là huynh đệ và sinh ra tử với Lê Diệu. Khi đó, họ có chung sự căm ghét với Mai Thúy nên đã thành lập ra Griffin. Cả hai đã kề vai sát cánh chiến đấu và không ít lần không màng tính mạng mà xả thân vì nhau. Tuy nhiên, vì nhận thấy Lê Diệu quá tàn nhẫn nên Ngô Liệt đã tách ra không đi cùng hắn nữa. Vợ anh ta cũng bị kẻ thù trong quá khứ tìm đến nhà và sát hại. Kể từ đó, Ngô Liệt quyết định ở ẩn chăm sóc con gái một mình. Anh ta đã mở một quán ăn nhưng tiền lãi chỉ đủ để họ sống qua ngày. Con gái Ngô Liệt lại bị bệnh tim bẩm sinh, thi thoảng đang ngồi chơi vui vẻ đột nhiên ngã ra đất. Hôm đó may mắn lại gặp được Lê Diệu và được hắn cho đi nhờ. Hắn hứa sẽ mời bác sĩ giỏi nhất đến để chữa bệnh cho con gái Ngô Liệt. Còn nói con gái Ngô Liệt chính là con gái hắn, nhưng ở đời không ai giúp không ai chuyện gì. Lê Diệu muốn Ngô Liệt giúp hắn cướp đi hạt giống siêu cao su. Hắn biết khả năng của Ngô Liệt, chỉ cần anh ta ra tay thì không chuyện gì là không làm được. Tiếp theo, hắn giao cho anh nhiệm vụ đi đón bác sĩ chữa bệnh cho con gái mình. Vừa nghe tin con gái sắp được cứu, anh ta không suy nghĩ mà lập tức lên đường. Bên phía Lâm Tường cũng đã điều tra ra âm mưu của Lê Diệu. Hóa ra hắn muốn mượn khả năng sinh trưởng của hạt giống siêu cao su để vận dụng vào việc chống Anh Túc, mục đích là biến toàn bộ nơi này trở thành hòn đảo Anh Túc. Những cuộc tấn công của hắn nhằm vào các nhóm nhà khoa học cũng bởi vì không muốn họ thay đổi vùng đất đang hải ra tiền này. Lâm Tường đã điều tra được một chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu gen thực vật vừa mất tích cùng với người của Lê Diệu, đoán được chúng sẽ đưa ông ta tới đảo Ngân Phiên, họ đã bố trí mai phục trên đường đi. Không khó để dụ chúng vào cái bẫy mà họ đã răng. Tuy nhiên ngay từ đầu chúng đã là những kẻ manh động, muốn chúng giơ tay chịu trói là điều không thể. Cô bồ của Lê Diệu đã bắt nhà khoa học làm con tin, Lâm Tường liền đuổi theo thì không may trúng kế của cô ta. Muốn bắt được anh, cô ta phải về học thêm 10 năm nữa. So với Lâm Tường thì cô ta quá non và xanh. Vừa ra tới cửa thì anh lại đụng độ với Ngô Liệt. Anh ta tưởng ông lão kia là bác sĩ chữa bệnh nên đã động thủ với Lâm Tường. Mối thủ bắn vợ anh trọng thương giờ mới có cơ hội tính lên đầu anh ta. Trong lúc hai người giao thủ thì cô á kia đã đưa nhà khoa học đi. Họ mới chỉ gặp nhau 2 lần mà đã như kẻ thù truyền kiếp, lao vào đánh nhau tới tấp như muốn lấy mạng đối phương. Một quại của Lâm Tường khiến đối thủ choáng váng đầu óc, nhưng nhận một đạp của Ngô Liệt lại khiến anh bất động một giây. Quay ra thì đã không thấy Ngô Liệt đâu, chỉ thấy tấm danh thiếp anh ta đánh rơi có ghi địa chỉ nhà. Ngô Liệt sau khi đưa nhà khoa học kia về mới biết ông ta không phải bác sĩ chữa bệnh cho con gái mình. Lê Diệu cũng không ngại thừa nhận những việc hắn đang làm, hắn còn đem vào một kẻ phản bội để ép Ngô Liệt xuống tay. Nếu anh ta chịu ra tay thì sau này chính là vũ khí sắc bén nhất trong tay hắn. Tuy nhiên, Ngô Liệt từ lâu đã căm ghét Mai Thúy, thứ hàng trắng đó đã khiến anh ta mất vợ, con gái thì mồ côi mẹ. Dù không có một đồng trong túi, anh ta cũng sẽ không động vào mấy đồng tiền bẩn đó. Thừa biết tính cách của Lê Diệu sẽ không tha cho ai chống đối mình, Ngô Liệt sớm đoán được kết cục của mình. Đột nhiên cô bồ của Lê Diệu lại tiến tới rót rượu mời Ngô Liệt. Trước đây anh ta từng cứu sống cô ả khi còn là một đứa trẻ, cha mẹ cô ta đã chết vì Mai Thúy nên coi như Ngô Liệt là ân nhân cứu mạng mình. Hiểu được ý của cô ta, Ngô Liệt liền bắt cô ta làm con tin. Trong khi chạy thoát, không may anh ta đã bị trúng đạn vào vai, lê lết về nhà. May sau lại gặp được huynh đệ từng vào sinh ra tử. Nhìn Ngô Liệt cắn răng chịu đau xử lý vết thương mà không cần gây mê, chứng tỏ bản lĩnh của anh ta không tầm thường. Tình hình lúc này hai cha con Ngô Liệt không thể tiếp tục ở lại đảo Ngân Phiên. Khi họ chuẩn bị rời đi, Ngô Liệt phát hiện người huynh đệ của mình chính là kẻ phản bội mà Lê Diệu yêu cầu anh trừ khử lúc trước. Lý do khiến Lê Diệu muốn trừ khử tên đó là bởi vì có bí mật không muốn Ngô Liệt biết. Thì ra năm xưa, vì muốn Ngô Liệt toàn tâm toàn ý phục vụ mình, Lê Diệu đã sai người sát hại vợ anh ta. Kẻ ra tay độc ác lại chính là người mà anh ta coi là huynh đệ vào sinh ra tử. Một kẻ vì ham sống sợ chết mà bàn đứng bạn bè như hắn không đáng sống. Hắn lại còn dám bắt con gái Ngô Liệt làm con tin, rồi sau đó muốn lấy mạng anh để đổi lấy mạng mình. Khi cả hai vật lộn thì Ngô Liệt đã nhanh tay kết liễu được hắn. Tiếng súng đã thu hút cảnh sát nên buộc anh ta phải chim én rời khỏi đó trước. Khi này, Lâm Tường đã đến chậm một bước. Anh phát hiện ra con gái Ngô Liệt ngất xỉu nằm giữa nhà và đã đưa cô bé vào viện. Nếu không có Lâm Tường thì tình trạng của cô bé chắc chắn còn xấu hơn. Đồng thời lúc này, sức khỏe của vợ Lâm Tường cũng có chuyển biến xấu. Hai người đàn ông mạnh mẽ đang phải chứng kiến người thân của mình chống chọi với tử thần. Con gái Ngô Liệt may mắn được các bác sĩ cứu chữa, nhưng đối với vợ Lâm Tường đã không có phép màu xảy ra. Trông thấy Ngô Liệt, anh chỉ muốn đem anh ta ra bắn ngay tại chỗ. Thế nhưng nghĩ tới con gái anh ta còn cần có người chăm sóc, Lâm Tường chỉ yêu cầu Ngô Liệt chỉ chỗ của Lê Diệu, anh sẽ tới đó lấy lại hạt giống về để hoàn thành lời hứa với vợ. Tuy nhiên khi trở về căn cứ, mọi thứ đã tan hoang. Thì ra Lê Diệu tuy có được hạt giống nhưng lại không biết cách sử dụng nó. Nhà khoa học kia cần có được các công thức hạt giống của Nhan Hân thì mới có thể nhân bản nó. Lê Diệu đã cho thuộc hạ tấn công vào nơi các đặc vụ ISC đang ở, vì bất ngờ nên họ không có cơ hội phản kháng, đành phải giơ tay chịu trói theo chúng về căn cứ.
một nữ đặc vụ đã bị đem ra hành hạ trước mặt những người khác để răn đe, không chịu được uất ức, bạn trai của cô đã phải thương lượng với Lê Diệu, nào ngờ thái độ của anh lại khiến hắn sôi máu, rút súng bắn chết anh ta ngay tại chỗ. Sau đó, Lâm Tường đã gọi điện tới để trao đổi với Lê Diệu, anh sẽ lấy công thức hạt giống để đổi lại sự an toàn của đồng nghiệp. Trong khi đó, Ngô Liệt cũng không thể ngồi yên nhìn Lê Diệu hoành hành được, mối thù giết vợ còn chưa báo thì sao có thể ăn ngon ngủ yên. Nào ngờ Lê Diệu lại chủ động tới tìm anh ta trước, hắn đã treo thưởng cho cái đầu của Ngô Liệt với giá 10.000 đô, mấy tên nghiện thèm tiền cũng vì thế mà tìm tới anh ta. Với bản lĩnh của chúng, muốn lấy được tiền thì phải về học cách ăn đòn trước đã. Tuy nhiên, khi quân đội vũ trang của Lê Diệu kéo tới, Ngô Liệt đã phải giơ tay chịu trói. Chúng đã đem anh ta về căn cứ để dạy dỗ hậu quả của việc không ngoan ngoãn nghe lời. Có điều chúng đã đánh giá thấp Ngô Liệt, chỉ với một lưỡi dao bé xíu, anh ta đã thuận lợi thoát ra và cắt cổ tên vừa lên mặt với mình. Bên ngoài, Lâm Tường đã một mình tới gặp Lê Diệu để thỏa thuận, nhưng khi nhìn thấy một đồng nghiệp đã thiệt mạng, anh biết hắn chắc chắn sẽ không giữ lời. Sau khi biết công thức hạt giống Lâm Tường mang tới là giả, hắn đã ra lệnh cho thuộc hạ xử lý tất cả những người ở đó. Đột nhiên toàn bộ điện trong căn cứ bị mất, Lâm Tường nhân cơ hội thoát ra và giải cứu đồng nghiệp. Người vừa giúp anh chính là Ngô Liệt, anh ta đã quyết định sẽ cùng Lâm Tường sát cánh chiến đấu để tiêu diệt Lê Diệu. Với khả năng của hai người, dù kẻ địch có bao nhiêu tên cũng không làm gì được họ. Lê Diệu đã nhân cơ hội lên xe bỏ trốn cùng với cô bầu của hắn, nhưng hôm nay hắn có chạy lên trời cũng không thể thoát. Hắn lái xe tới một nhà máy bỏ hoang thì để xe lại đó, không ngờ hắn vẫn còn một căn cứ khác để lẩn trốn. Vừa tới nơi, hai người đã được thuộc hạ của hắn xách AK-47 ra chào đón. Tuy nhiên với bản lĩnh của họ, xử lý mấy tên này không tốn đến 1 phút 30 giây, bất kỳ tên nào chống trả đều không được hưởng sự khoan hồng. Cô bồ của Lê Diệu xách khẩu súng bắn tỉa ra truy sát họ. Tuy nhiên do kỹ năng còn quá non và xanh nên bắn phát nào trượt phát đó. Khi họ tiến vào bên trong thì bắt gặp Lê Diệu cùng cô bồ của hắn, bốn người hiện đều đang nắm giữ mạng sống của đối phương trong tay, chỉ cần một người nổ súng thì khả năng ăn đạn của người đó cũng rất cao. Ngô Liệt đã dùng tình nghĩa năm xưa để làm lay động cô bồ của Lê Diệu, nhưng vì cô ta đã quá mù quáng nên phải gánh chịu hậu quả thích đáng. Ngô Liệt đã dính đạn nằm ở chỗ, trong khi Lê Diệu đã tóm được nhà khoa học làm con tin để tẩu thoát. Vì lo cho tính mạng của con tin mà Lâm Tường đã hạ súng, Lê Diệu lại nhân cơ hội đó bắn anh bị thương. Hắn không phải là kẻ dễ đối phó khi từng là thủ lĩnh đội quân tự do Griffin, dù là Lâm Tường nếu đấu tay đôi cũng chưa chắc đánh thắng được hắn. Cả hai giằng co qua lại khẩu súng nhằm dồn đối phương đến đường chết. Đột nhiên một chiếc giày bay thẳng vào mặt Lê Diệu, hóa ra Ngô Liệt chưa chết do viên đạn chỉ rượt qua đầu, nhưng Lê Diệu vẫn tự tin rằng hắn có thể một mình cân hai. Với thể lực dồi dào, hắn hoàn toàn có được sự tự tin đó. Hết Lâm Tường thì lại đến Ngô Liệt bị hắn cho an hành, hai người phải chật vật mãi mới khóa cứng được hắn. Nào ngờ Lê Diệu còn lén giấu vũ khí trong người. Sau khi đâm Ngô Liệt trọng thương, hắn mới quay sang Lâm Tường. Anh bất cẩn cũng bị hắn dùng con dao thứ hai đâm thẳng vào ngực. Ngô Liệt vậy mà chưa chết vẫn tiếp tục xông lên, để rồi an hành tới mức không thể bò dậy. Nhưng Lê Diệu đã coi thường tinh thần chiến đấu của Lâm Tường. Anh vẫn còn đủ sức để kết liễu hắn bằng một nhát chí mạng trước khi hoàn toàn gục ngã. Cuối cùng thì chiến thắng đã thuộc về chính nghĩa. Lâm Tường đã hoàn thành lời hứa với vợ rằng bảo vệ hạt giống an toàn, sau đó anh cũng đoàn tụ với cô dưới suối vàng, còn Ngô Liệt thì quay đầu đúng lúc nên may mắn sống sót và được gặp lại con gái. Người làm việc tốt thì sẽ luôn gặp được may mắn, kẻ làm chuyện ác sớm muộn cũng bị trừng phạt, đó là quy luật nhân quả đã có từ ngàn đời nay. Các bạn có đồng tình với ý kiến của Mọt không? Cho Mọt biết câu trả lời nhé! Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Bye bye!